Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay tái hẹn lại lên bạn ơi. Bữa nay mình đi thăm những cái lợi cá lóc thằng thánh của mình coi. Bên kia ta cũng đang xịt sầu kìa. Nguyên gia đình bên kia đâu đi chơi bên đâu nộp nộp nữa ta. Mình cũng tới cái lợi đầu tiên luôn rồi. Chạy xe cái ít thắng lại tới luôn rồi. Cái điểm này mình đặt 5 cái giờ còn có 2 cái à. Trái phải tả hữu à. Còn như mắt trơn rồi bạn ơi. Bạn thấy với đặt lại cái lóc này mắt dữ lắm. Mỗi lần đi thăm mắc một cái hai cái gom lại thăm vài lần cái muốn sạch bách quá trời cỏ con nước giờ cạn quéo queo luôn giờ cỏ nó mọc tùm lum giờ chẳng biết cái lợn nằm ở chỗ nào luôn mới ghê chứ đây trụ vẹt cái chưa không đá cái chúng ngay chặn lợn liền ha ây da mở hàng cái đầu tiên xui xẻ rồi bà cậu lùa lùa cá vô con bà cậu ơi ấm ba la si bồ ba la này giống như nước nó ngập lên lục bình nó đè luôn sao cho nước nó bụng thấm bụng không ê bạn thấy gì chưa có hàng nha thấy phì phì nè ha cá mới quận á cái gì đây lóc có chê chê hay lóc đỏ trụ cá lóc cũng được các bạn nè ngon lành cạnh tranh cái đầu tiên có hàng rồi vô rồi ấm ba la xì bùa linh nghiệm ghê không cặp theo quốc lộ bắt luôn móc này cũng được bộ lóc này về nấu ăn chua hay nè nước chua bá chí bù chét à ùa hên quá trời á mở hàng cái đầu tiên có hẹn rồi bạn ơi ngon lạnh cành đào nó nhìn luôn mong lần sau cái lời vẫn còn còn hai cái làm ăn được bạn cái đầu tiên có hàng này lắp đã lắp đồng chính hiệu à vô tranh thủ đặt lại thôi gần lộ xe cộ chạy chú ý quá tóc nó mới quậy rồi. Cái mình phải lụm con này đầu qua cái mình trái nè chỗ giấu ai đi tùm lum tùm la hết trơn trời mong là cái lợn nó vẫn còn mà đừng nguyên cái vườn bỏ qua thấy ông lạnh chưa cái vườn này mà lũ vô được đặt bẫy gắn thứ gì chịu nổi trời ừ hên lại thăm lợn cái lóc thấy cái lợn còn thấy vui vui rồi đó vấn đề có cá hay không lại lần chuyện nha thấy cái sặc chạy ngờ dưới kìa ông nội mẹ ơi ủa lợn này nghiêng luôn trời chu cha nghiêng lợn luôn nữa ủa gây cắn hồi hộp gây cắn có cá mắm gì không mà đỏ lội kìa ui cái sặc cái lóc cái chê gì à hình như mình thấy con lóc bạn ơi cái lóc bự lắm á đỏ hấp dẫn chưa mình thấy cá lóc rồi này nước hơi cạn trong nè chắc nó tung nghiêng lờ mình chứ đâu ui hồi hộp nha lóc cũng trọng lắm mình thấy cái lưng nó chà bá ủa cái sặc kìa hộp mấy cỏ gà phát trời dù gì quá để quay cái bích tùm lum kìa thấy gì vậy cái lóc bự lắm tỏ thằng nào cũng sống luôn kìa đúa chà bá lửa đã chưa ồ cái đầu cái lóc này bạn ơi ủa hai cái này lụm hàng hết trơn trời tùng với cái mỏ rồi bấy xí chưa là điểm cũ bên kia ta đang xịt sồi nhìn thủ mình bắt cái gà mà. Che lại mới được che bên trong nhưng mà ở bên ngoài thấy ôi hai ba chiếc xe lại luôn các bạn ơi tới một chuyện rồi vô đường tròn anh ơi à là chú tốt á chỗ đang ngóc rồi lưu dưới chân nè con này về nó chui lai gai nhức nách gầu
ảnh tò mò lại coi. Ủa kia thì sâu vậy trời, hai chồng. Rồi mình tranh thủ mình ướp máy nha, hai cái này bị dễ phát hiện quá mới sao đây trời. Cái nào của mình cái nào mắc mắc bạn ơi, ghiến mắt ghiến cũng chai rồi. Một cái xe đạp quyền thoại của cậu bảy mình nè, còn chung kia mấy bạn nó bạn nghe ồn ào chứ mà thấy hơi mờ mờ là đó, nghe cảm thấy ớn lạnh chưa. Dưới bụi cây dừa nước có một cái lợn, trong đó nó có vô một đống cá lóc con đây nè. Trời ơi, cậu bảy mình cũng đốn mấy cây cà na không tắn. Ôi có lợn mình có cái gì chậm nó nhấp nước kìa, đó như có cá bạn ơi, vô rồi rớt sậy luôn. Ây dạ, trên đây nhìn xuống là thấy rồi, này mình đặt dưới con gạch nè. Ủa được nhé, cái cắn và hấp dẫn rớt này hết rồi. Cái cá nó quậy nhô nhô này nè, sậy nó mất tiêu chơi không còn cái nào hết trơn. Chào đây còn cái sậy một cây, cái này mình phải tranh thủ mình dở lẹ lên nữa. Đó quên cái lờ, nó lạnh chưa nè, đó dẹt cái trống trống đó, dở lên không có con cá nào cừ lộn ngột rồi nè nha. Quá đã sổn đó, cái gì thánh thằng thiên đụng ơi, hai con cá chê chà bá lửa hàng không mẫu mực của Mỹ nè bạn. Dạo trời ơi, trời kìa bạn ơi, hết hồn hai cái chê không. Nằm im gu cưng, thấy hàng gì trên nhìn xuống thấy nhúc nước, trả xài lại cho tao. Cặp cá chê xứng đáng không, đáng đồng tiền bát gạo, ngon lạnh cạnh tranh. Bữa nay lại quặn trúng mánh rồi, đường đi lên sao mà nó gian nan quá, nhưng mà trúng cá là thấy được rồi. Trời ơi, cái đường đi bá đạo thiệt chứ, bắt giữa lộ luôn, chỗ này ít xe cộ chạy. Ủa, con đen kịnh con hơi vàng ha, quá đã thứ gì chịu nổi chân này thiệt chứ. Hôm cặp cái chè thì thôi ấm hỉnh rồi, với hai cái lóc thôi rồi đi sức bữa cơm gia đình. Bởi vì trên nhìn xuống thấy quận nước, nhìn kỹ lại thấy rớt sậy trơn, chứ có ngay có hàng ngay. Còn trước mắt mình thăm ba cái trúng chân ba cái rồi, chưa chết cái nào hết trơn á. Làm giữ thằng ôm hai bay vô mà quậy nhau hút khích gì đâu mà giết rớt sậy đâu trơn ấy. Điên mình nói chuyện với mấy cá luôn mới ghê chứ. Còn đêm để anh làm việc cơ. Ủa chè này về nướng chấm mắm gừng hơn, nhức cái nách, không thứ gì chịu nổi. Hai con này cỡ một bạn ơi. Ngon là anh cạnh chánh. Rồi trời cần mày thả bưởi, mình khoái ăn cá chè hơn cá lóc. Quất cặp cá chè ẩm hỉnh chứ. Còn gỗ nó bò ra ngoài luôn. Nằm im để làm việc, nằm im. Thánh thằng thiên đụng ơi, trời ơi bụi không vô mày, manh động quá mày, bự mày manh động quá mày hả mày. Cái bảy nhật chịu con nổi chân này, tụ vô nó quậy cái hôm gì rớt sậy chân trời, manh động thiệt chứ. Rớt sậy là ai biết lần sau, lần này hai con, lần sau ba con sao. Mấy con cái chè đi vô mà ăn mấy con ốc nè, ốc bu nè. Cái sậy này lúc trước mình vuốt cái đầu nó hơi nhỏ hơi cạn quá, bởi vì đôi khi nó dễ rớt nài quá, mà vuốt cái lỗ này nó khuyết sâu như dài ra nó ít sức hơn. Để em đặt lại ha, lần sau lặng quảng kiếm ba con đó. Nghe nói dễ ăn ghê không, đãi luôn bắt tài ơi. Cố lên có động lực rồi. Trời ơi, để hai cái chè này vô cầm gió nặng thiệt con nội mẹ ơi. Này ấm hỉnh không ngờ luôn à, lần này mình thăm cũng mấy lần rồi đó mà đâu nghĩ là thăm ba cái lụm hết ba con vậy, bốn con chứ. Có bảy mình đang đắp mấy cái mô sù riêng kịch cập cực chứ không chặt củi gì. Nhớ đâu đây con cái nè, đây nè. Chào cậu ơi,
Bữa nay có rước bà nào vô chặt củi nữa trời. Trời ơi, nửa tháng trời con mới thăm á. Ngày bận quá trời bận. Ủa con nhớ mấy ngày trước chưa có bà nào, không phải bà này. Bà bảy mình bằng rồi. Ừ, con thấy mấy bữa trước lần trước con thăm là mấy bà kia trắng trẻo lắm. Mày bảy nó mày dám đốt nhà tao mày. Bữa nay vô nhà cà củi chào mày chậm hả mày? Ừ, ô ô. Sao riêng này thấy qua năm sau cho trái nào đếm tiền mỗi tay nha. Cũng là gai à mà bảy ơi. Mẹ mình thì thứ 8 mà, còn đó là cậu 7 anh ruột mẹ mình, ổng thứ 7 á. Nhà ngoại mình đông con lắm, tới 13 người lận. Đây. Cái thứ 4. Thấy im ru trời. Thấy cái lỗ lưới chà bá trên nữa nè. Rồi luôn tới một chuyện luôn. Ừ, cái lỗ lưới nè. Ui. Người có cá lóc phóng ra chắc luôn, cái lỗ lưới như hàng không mẫu mực của Mỹ. Chết rồi quá. Ơi. Con cái gì vậy? Trời má Phi. Hại con luôn. Mấy cá Phi này giờ ít phóng luôn, chứ nó gặp cá lóc là phóng ra chảy cắt luôn cái lỗ lưới như đây nè. Cá lóc nó phóng dữ lắm. Đánh thằng luôn cái lỗ lưới con nậu mẹ ơi. Có hai cá Phi này về chiên ăn cũng bá cháy bù chét rồi. Được. Có hơn không? Có chồng hơn ở giá. Chậu riêng của cậu năm nay cho trái chưa? Cái hết cây cũng bự quá, cho trái không? Trời, tranh thủ cho trái chứ đếm tiền chứ. Phi bạn ơi. Đã không? Cái mương này nó thông với con gạch mình mới thăm dính cặp cái tre á. Bởi cá Phi lửa vô cũng nhiều lắm. Mấy cá Phi này ở xứ đồng ruộng nhiều lắm. Chỗ này cũng là chỗ này không khoảng 5 năm về trước là ruộng không à. Giờ ta lên vườn hết luôn. Ruộng giờ trồng lúa không có năng sức bây ta lên vườn hết trơn. Mà cái vườn cậu bảy mình đi vô hơi khó, cái đường nó hơi nhỏ khó đi. Tại vì tính ra cái giá đất ở đây cũng rẻ chứ không mắc luôn. Giờ đường xe cộ nhỏ quá. Muốn buôn bán gì là mình phải vận chuyển bằng xe Honda, mình vận chuyển tới rồi một lộ ngoài á. Còn ngoài đó mới có xe tải, xe gác rồi ta mua. Rồi đó mình cục sơ lại cái này luôn, chơi lỗ chà bá nữa. Phía trên này thường là chuột. Còn mấy cái hôm á thường là cua. Cái trắng khóa gì á. Con mực nó nằm đá. Có con nhỏ sủa dữ lắm sủa. Con mực bự nó gì mới ít sủa. Ủa nhìn mấy bông lục bình đẹp quá bạn. Mong là bình này về nấu chua ăn cũng bá cháy rồi chét á. Rồi luôn. Chưa khách thấy tới một chuyện rồi đó. Thấy bà cua bà bò len que trên lợp rồi kìa. Đó. Lặn hả mày. Chắc là cắn hôm tao bấy sấy rồi chứ khỉ khô gì. Tóc bu lình phỉnh chứ. Đó. Thấy là gung ginh không. Mong đừng phải bà Phi nha. Ủa cái lúc bích đó kìa bạn. Gì đây? Trời ơi bà Phi nó manh động rồi kìa. Thưởng thằng thiên đụng ơi. Tính ra mấy cá Phi này nó quậy nó manh động còn hơn cá lóc nữa. Thêm cua nữa nè. Thêm cá lóc bích nè. Cá lóc bích này một thời tuổi thơ. Dạ. Trời ơi có hai cá Phi chà bá lửa nè. Mương cậu bảy toàn cá Phi không à. Cá lóc ở trên hai dạng bắt hết cái gì ơi. Mương này thông với gạch chứ bởi vì cá Phi quá trời. À cá Phi nhiều quá. Mấy mương cậu đây kiếm con cá lóc đỏ con mắt ra toàn cái cá Phi mà. Cái mấy cái mương này của ông mà mày lấy lưới qua màn văng cái cá Phi dữ lắm á. Phi nha. Rồi bà lóc mít nữa nè. Cái này một thời tuổi thơ dữ dội đùng nữa. Nhỏ khoái chơi đó. Để mình chơi cho bạn coi nè. Nó trắng dữ lắm nha. Cầm cái đuôi lắc mà đậu phì lên đó thấy không. Đó. Có phì chờ bá rồi đó không. Lắc nó đậu phì dữ lắm.
Ồ bộ nè, cháu bình long vậy đó bạn. Ờ đi mày. Nó phá trời kiểu đó lắm. Rồi mấy con cua này về để dành nấu canh bùn ngót rồi ăn. Vô. Biết con cua vô biết ngay cái lỗ lưới chà bá lửa mà. Ừ. Trời ơi nó cắn bấy sấy cho ngộ mẹ cái lỗ lưới nè. Đúng quả trưởng mấy con cua chứ. Nên mình cuộc sơ lại luôn. Mấy gà anh ba Tàu có về không? Chà lâu à. Nó này cũng quay quay lại cũng mau dữ nha. Ông ngồi góc, bà ngồi góc gì hả trời? Đây cái nữa nè bạn ơi. Ở đây công nhận ốc bù giữ thằng hồn chứ. Trời con cá sạc. Rồi cái này chất quất nữa, con cá sạc chứ mấy ốc bù. Cái này chất quất, ốc bù với cá sạc không à. Trời cái giường có bẫy gì sao không nuôi ốc trời. Nhử 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 cá lóc vô. Cái này mà ông mít nhóc trên là mít hư ra nuôi ốc bán cũng ngon giống cậu mười mấy đó. Còn dạ cậu mười cậu tài mấy nuôi ốc bán cũng ngon chứ bộ. Có hôm cậu tài thử xịt thuốc ở cái nó đi hết trơn luôn. Rồi giờ mới có gầy gầy lại. Ốc hả? Ừ. Xịt thuốc nó chết nó nổi bèo hết trơn. Ông nghiên cứu thuốc sao để ngủm trơn trời. Ông xịt ba cái ở dây với mưa. Rồi cái nước bé nó không có vô á. À. Mấy cái vườn của cậu bảy với địa hình mương giống hệt nhau, còn đặt có ba cái chỗ này mà không nhớ cái mương nổi trời, lộn tới lộn lui hoài. Vườn lên clip nè giống hệt nhau à, mà con mương nhóc trần nè đó mà đặt có ba cái à. Mấy mương bên đó thì nó có mương trống mương lục bình tùm lum vậy, thăm mấy lần mà cứ lộn tới lộn lui hoài. Chứ có thì mấy cái cua nó kẹp nữa. Ủa sao con cái, sao cái này có bán không dở lên hay sao? Ủa sao cái này nó phình lên kỳ vậy? Ủa cái này ngộ ta. Trời ơi chuột cái cắn này bạn ơi, nó kéo lên. Đúng con chuột này phá thiệt chứ. Cắn kéo là lên luôn nè. Quá kinh khủng phá mấy chuột. Con cuộc sơ là lo lên rớt sậy tùm lum ra chăng. Mít tùm gà giá cũng ngon lắm á. Bán cũng tiền không. Nhưng mà vào mùa nó thì thôi thua. Vào mùa là bỏ không luôn. Họ chê khen tùm lum bán không được bao nhiêu á. Chỉ cần nó đen đen sơ đen cái là họ bỏ hết, họ không mua. Cho ốc ăn tùm lum tùm la trời ơi cho mất đó con nội mẹ ơi nó bự cô kìa. Tản thằng. Mình bịp kêu luôn. Cái này hy vọng lắm nha. Nếu không bị chuột cắn là làm quan khả quan đó. Này với con gạch nè. Đâu rồi cái lờ không thấy vậy. Vẫn chơi hoài. Ủa kêu cái lờ rồi. Cái này ngon dữ lắm nha bạn. Sao có lờ. Đại trời có lờ đâu đằng đây dữ vậy. Cho dữ thằng ngon vậy. Mình đặt thuốc đằng kia á. Nước chảy. Ồ rớt này luôn bạn ơi. Nguyên cá còn không đây. Ừ. Đóng muôn nóng meo gì từ lưa hết trơn ấy. Lờ đặt đây nè. Sao cho dữ thằng ngon lên đây vậy. Rớt sảy trơn rồi nè. Rồi sao thấy cái lời im gu đó. Không biết không. Thấy im gu không. Chắc sảy rồi á. Phải còn cây sảy khả quan còn dính chứ. Không biết sao lại hên còn dính không. Đây còn. Trời con có lóc cẩn vậy. Mà làm ghê hồn vậy. Được lóc cẩn nữa. Con lóc cũng giòn giòn không nhỏ. Con không bự. Sao cái lợm trâu giữ thằng ôn trời. Đặt chỗ này cái lỗ con trống không thấy không. Chắc nghi luôn, nó cạn nè, lục bình nè, nó kéo nguyên bạch xuống, nó đẩy cái lợn theo luôn. Chứ cái lợn này lục bình không sao trôi. Ồ, dù sao cũng còn cá lóc khác. Đỡ quá, đỡ quá. Dù sao cũng hên với được cá lóc nè. Đụng đâu xong rồi xảy rồi chứ. Thấy gớt ba xảy trơn rồi.
Mỗi tung cái mỏ rồi đưa hột dưa vô. Sao thoát tay ăn được cưng. Ủa, bữa nay thăm đâu có 13, 14 cái gì mà khả quan quá bạn ơi. Để ốc nó vậy là vụ cái lóc nó vô tiếp. Mấy cái lóc này vô nó ăn cá sạc luôn. Cá sạc với ốc luôn. Chê đâu cũng vậy. Lương nữa. Mấy cái lờ này mình phải dính lương con nào nấy bạn con mê lắm. Cành cành không à. Mày manh động mày. Mỏ mày dữ ha, mày còn hơn tao nữa ha. Ủa dữ à. Vô. Quá đã, quá đã. Mình thấy chứ mấy cái lờ mình đặt chỗ này á, khu vực người quen nè. Đặt vậy chứ tuần hay 10 ngày gì đó, nếu bữa nào bận quá thì có thể 10 ngày. Đi thăm đi kiếm bữa cơm ngon lạnh luôn. Cá thì nó không, tất nhiên nó không chạy như lúc đầu rồi, nhưng cái là mình kiếm vài con này nọ đó, về ăn cơm được cũng được. Cái lóc đồng của mình giờ ít chứ không phải nhiều như mấy cái vùng ruộng như trên Tháp 10 hay bên Long An. Đó, mình gài sậy ra mình đặt lại ha. Dính đường cái lóc đổi ba cái sậy cũng được chứ bộ. Tới luôn mắt tài ơi. Tới luôn, tới luôn. Nhớ có đặt cái bên đó đó. Mà cái mương này, mương ganh bên nó cạn quéo queo à. Nước giờ đang chảy cạn mà. Chờ chút xíu nữa là còn không còn miếng nước á. Bên đây nhìn qua không thấy cái lợ đâu chân trời. Nó đặt cái mương ganh bên đó đó. Đây. Ủa cái lợ thấy nghiêng nghiêng nè mà sao không thấy cái gì chân, động tĩnh rất nại cái miếng chân. Nước thì tương đối trong, nhìn xuyên vô thấy đất luôn, không thấy cá lội, không thấy con nào luôn, mới ghê chứ. Không lẽ lũng hôm trời thiệt lắm, không thấy con cá nào, thấy nghi nghi vậy nè. Kiểm tra cái hôm trời ơi má ơi, cái gì vậy, thánh thần thiên đụng ơi, con lũ lưới nè. Hỏi sao có con cá nào. Bởi thầm là cái lóc này đôi khi cũng dễ biết cái hôm nó gắt lắm. Cái gần dở vô lên mà không thấy con cá sặc gì hết là thấy nghi vậy đó. Thường cá sặc nó vô trước xong rồi cái lóc cái chê nó vô ăn cá sặc. Rồi cái lỗ hôm sau cuộc này trời nó gắt gì dữ thằng ôm gì nè. Đó một chuyện rồi. Cái chỗ này mình có lương nữa. Mà thăm mấy lần trước không có mới ghê. Mình cái hình mương này mình nghĩ có lương đó. Hình như gớt sậy gì kìa. Thấy cũng phì lắm nha. Thấy có kích thích vậy đó. Nè. Cái gì vậy? Hình như mình thấy cá lóc hay cái chê cũng bự mọi người. Không có nó phì là thánh thần thiên đụng thôi có lờ. Gớt hai cái sậy ra luôn nè. Như cái lóc. Cái lóc 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 lóc. Thấy cái đậu nó rồi. Lụm rồi lụm rồi. Cái lóc bự lắm. Thấy đèn kịnh kìa. Ủa lóc gì đó đó. Đèn kịnh luôn. Chạy đâu thoát với anh trời ô trời cái lóc ngọn mẹo của đi à. Hàng không mổ mực bạn ơi, hết hồn cá lóc rồi cơ. Wow, anh có nè thôi vô rồi, chúng mình mà cá lóc vậy là bự dữ lắm, bự rồi. Ngon lạnh cành đào á trời luôn, mà nó rớt nại cái nó cái tung đó, cái lợ thấy phì chào bá lửa luôn. Ủa chặng này quá đã, khoái cá lóc mà quay hoài luôn bạn con nè. Đã chưa, đỡ chưa, vô cái tịch giật cái tô luôn. Ám mỉm quá đã cả lóc. Dạ tê tái cả người, làm thấy cái đen thù lùi à, mà mình chưa biết cái lóc hay cái chê. Ngồi thấy cái đầu nó gòi gòi lụm lụm lúa về, lúa về. Dạ, con cá lóc cầm không giáp nổi, con này hơn nửa ký xiềng bạn, 600-700 gram được á. Quá trời cái đậu nổi mẹ con này, cầm không giáp luôn mà. Trời ơi, bé làm gì có cứng. Trong lợ không manh động, sao lúc cầm mày manh động vậy. Trời ơi, đúng chiều trời rồi bạn ơi, con cá lóc này. Con cá lóc, hết hồn cá lóc không. Quá khướng cá lóc chứ, như hàng không mẫu mực của Mỹ vậy đó. Tay mình cầm nè, không giáp miếng không. Đã chưa, đã chưa. Lớp này cũng chui thôi, ba cháy bùa chét luôn rồi.
tham là cái lóc mà dính được mấy cái lóc này đã lắm, cảm giác tê tái cả người lắm, phê quá đã quá đã. Bữa nay dính hàng chất lượng không nha, cái tre cũng bự mà cái lóc cũng bự nữa. Kiểm tra là lại cái cái mường ngăn cạn gì mà cái lóc bự chà, không ngờ luôn á. Trời ơi, cắt cỏ rồi, tới công chuyện rồi. Thôi, cái lờ mình vẫn còn bạn ơi, mình nhõng ben tà lưa hột dưa hết trơn. Này cỏ ta mới cắt nè, như thấy cái dấu phị ta. Ừ vẫn chơi nha, cái dấu phị trên nóc hả, không biết sao đây. Nè nó phị lỗ chà bá nè, nó phị nhô lên. Ừ nếu người ta không tham thì người ta vẫn còn để cá dưới đây. Ủa gì vậy, hình đừng còn cá lóc nè. Ủa thấy dấu phì rõ ràng mà. Thôi người này ta cắt cỏ người ta không bắt cá được, được được. Có chồng hơn ở giá không. Ồ cũng được. Trời ơi cái sậy giết mà nó mọc luôn rồi bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Lóc nghe. Thôi mà có người người ta không tham á, ta thấy cá ta cũng để lại rồi. Còn nhầm người ta tham, trời ơi đừng nói ta bắt cá ta lấy luôn lờ. Còn nhầm gặp mấy người ta không tham, ví dụ cái gì nữa ta cũng để lại hết. Lờ ta không lấy một cá ta cũng không bắt. Mà bị mày ra làm việc cưng. Trời ơi con lóc mày, mày. Quá đã bạn. Ngon lành. Trời ơi con lóc nữa manh động. Mày vô mày manh động tao hả? Tới tay của Đồng Tháp người tôi sao thoát được mà còn manh động. Lật lại ra thôi. Dính được cái lóc nó cũng ngon kìa ha. Người ta cắt cỏ người ta thấy người ta không bắt. Khu vực chúng mình nè hồi trước ruộng như lắm, bây giờ mình vẫn còn ruộng như đó. Mình quay YouTube nè, mấy cô chú xem chắc mê lắm trời. Vừa ngoài sông Tiền mà vừa trên ruộng là mình tung hoành ngang dọc. Nào là văn lưới nè, văn câu nè, đặt lập cái tép rong nè, đặt lập cá chạch luôn nè. Hồi đó chúng mình chỗ này nè, trời ơi ruộng cá dữ lắm cá. Bây giờ thua luôn. Hồi nhỏ mình đi đâm ếch cũng dữ lắm, cầm câu ếch rồi. Nhớ có đặt đâu đây một cái không? Buổi lát này hay lát kia? Lát này. Sao đây? Chẳng sao gì không? Thấy ốc bu nổi lình phình chân kìa, quá trời ốc bu. Trời ơi ốc bu đâu giữ thằng ôn trời, kéo bầy đàn con cháu nó vô đây giữ vậy. Mà thấy cái lờ nó không sàn. Còn thấy ốc bu thấy nổi ra ốc không, như mùa u á, ốc phình lên. Ừ cái này không có chân trời, ốc bu không kỳ vậy. Ừ cái này chứ quốc trời, bu không à, rửa sạch sạch cái. Không đặt lại luôn. Cái này không có, lần này không có, lần quạng lần sau có. Hát bụng nổ quá trời nổi. Chỗ mình giờ đi đâu còn ổi với ổi không, quá trời ổi luôn mà. Kinh khủng ổi luôn nè. Rồi trước đó thì nhãn. Rồi lúc mà có ổi bắt đầu nó gộ, có bán có giá, ai cũng trồng ổi hết trơn. Chứ trước đó cho mình đây là xứ sở gì nhãn á. Nhãn lông rồi nhãn da bò đủ tùm lum cắt kiểu đà điểu. Lội mương nè. Hên để bập vừa dưới đây nè mới nó đỡ lúng. Cái mương này thấy không có nước hùng chứ mà lúng bà khó lúng à. Ở trước đường cái nhà nó đám tiệc này cao quá ca. Ôi kim cháu vạt kìa bạn. Trong mình vợ chim cháu vạt cũng ít lắm à. Cái giường này thấp ghê hồn chứ. Duy hết mà thấy nước muốn ngập. Cái này vào mùa nước lũ mà là đi tới qua đầu gối luôn á. Cái khu vườn này nè, lúc trước mình mới đặt mà. Trời ơi dính rùa dữ lắm, rùa luôn. Tính ra rùa đặt cũng dễ nha, dính lắm không. Mình thấy ý nào giờ đặt lờ cái lóc luôn. Thăm lần đầu với lần thứ hai cũng như dính hết rồi đó. Nó dễ vô lắm. Sao đây cưng? Tung bon bon cho em nhỏ nó mừng cái cây. Khùi. Ốc bu ghẹ lú lên kìa. Quá trời ốc bu luôn. Mà cá thì không thấy.
Ê, 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 có hàng nha, có hàng nha. Lóc phải chè đây, thấy quận quận nè. Ồ, lóc cứng luôn, cũng được, lóc này bắt được rồi. Ngon lạnh cạnh tranh chưa? Lỗ đú, uống lỗ lớn như vậy mà cá nó không ra nè. Cá đó nếu mà lần bạn nó gặp lỗ này chui ra được nè, nó nông ra được á. Lóc, 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 lóc. Chứ mãi trong mớ ốc bu kìa. Sao thoát tay anh được cưng? Lóc này cũng giòn giòn nè. Lóc này có hơn không? Mày mày vô đây anh. Lớn mà đặt đi vô vô ăn, ăn ốc chà bá lửa còn nặng lấy ốc thôi kìa. Gặp ốc nhiều quá bởi vì sao cầm lòng sao cho đậu. Ban vô liền. Để anh làm việc coi. Anh động quá. Lóc bạn ơi. Lóc cứng. Cầu cứng. Lóc này bắt được rồi. Ồ, cũng được á, bữa nay làm ăn ngon á, bữa nay chúng lụm lè luôn á, chứ phải vẫn chơi luôn nha bạn. Bữa đó mình thấy cái lờ của đồng nghiệp nào đặt chỗ này nè, đó, cái lờ bạn thấy không? Mà thôi của ta, để của ta bạn ơi. Cái lờ đó mà đẹn cái niền tre. Mà họ đặt, họ để cục đất vô luôn mới ghê. Cho nó chì cái lờ xuống sao. Sợ nó nổi là vậy mới sốc. Để cục đất chà bá. Mình có cái lợ ở chỗ này nè, đặt cái chân cái đầu mương cỏ lóc chè nó gom vô đây nè, chứ đâu dở cái này lên cứng lợ cho coi nè. Ấm bà la xì bùa xa xa sao đây, chân sao gì không, không thấy dấu hiệu động tĩnh. Trời, chỗ này nó hiểm vậy không thấy chân. Trời trời rồi luôn, tới một chuyện luôn, đúng chắc lưỡi mà. Lỗ lưới chà bá nè, hỏi cá mắm gì. Ốc không. Ui, nuốt cái lỗ lưới. Cái này mà không lủng lặng bạn có cá đó bạn ơi. Điểm này ngon quá, ngon mà. Thiệt tình chứ. Cái mương trong lỏng, cái đầu mương có miếng cỏ. Đặt vô sao khoảng. Rất tiếc lủng lỗ lưới bự quá. Mình đi cuộc sơ lại. Vừa ngày người ta mới sẽ thúc cỏ rồi. Bãi cỏ chết tờ lưa dưa chân. Đủ vườn này mà ăn hết nổi quá trời cỏ, bây ta xịt thuốc cỏ luôn chứ nhanh gọn lẹ. Cái điểm này đặt dưới bụi cây nè, không biết sao đây. Cá mắm gì không? Muôn này muôn bèo mới ghê chứ. Ủa, thấy cũng nhõng bèn như lắm nè. Nhõng đầu hôm nữa. Ô, xây lờ luôn kìa nha. Nhổng hôm mà xây lờ luôn mới ghê chứ. Mà nước trong trong không thấy cá nó lội này chứ. Thấy ốc bu nổi hai bà con kìa. Bon. Ủa kì vậy. Ủa cái lờ này bá đạo trời. Ôi trời không vui à. Thấy có dấu hiệu rõ ràng đó. Xây lờ luôn, nhổng bên luôn. Hút cá kì vậy nè. Ngộ kì đời à. Hôm không có lủng. Ôi chơi anh vui chứ. Thôi đặt lại luôn bạn ơi. Này ngộ ngộ ha. Cũng đâu có hàng rồi chứ. Đó là tại vớt ốc quá trời luôn. Cái loại giống trống là tại nhử ốc tại vớt á. Tại điện vỏ mít xuống á. Này nhiều lắm nha. Cầm đi thấy cảm giác nặng. Này cá lóc cá chè nó nái nái không. Như mấy cá lóc cẩn. Này cái sòn đó con cái nữa. Còn hai cái nữa hết rồi. Kết thúc chương trình rồi đó. Bữa nay về là chúng dữ lắm rồi. Còn đòi hỏi gì nữa. Hôm nay có hàng khủng luôn à. Lóc với chè con nào nó cành cành luôn. Sao đây cưng? Là thăm bá đạo lắm. Thăm chổng ngon thăm không. Thấy nước trong trong dưới kìa, thấy cái sạc không. Không thấy cái lóc cái chê gì lậu chứ, thấy cái sạc không. Trời ơi cái mương này cái sạc dữ thằng ôn rồi chứ. Quá trời cái sạc. Dở lên gồ gồ chắn vợ chứ. Vậy mà không có lóc cái chê nữa, bá vô cái lợn mình ta. Còn cái nữa là hết rồi. Cái cúng cụi hốt hồi chót ơi.
Cái củi này thường dính lắm đó nha, đừng giỡn chơi nha. Cái cúng cùi này đặt chỗ chống lỏng à, nhưng mà thấy dính hoài rồi. Cái nào chịu dính là dính hoài à. Ở chỗ này không ta, nhớ mà mãi chỗ này nè, ai cắt cỏ đồ lưa hết trơn. Cái cúng cùi nha bạn, hồi chót nha, chót hạ. Không thấy dấu hiệu. Im ru. Ít ra phải tới lờ vẹt cỏ ra nó quậy xổn xổn rồi nó gung ginh cái lờ nó sàn như máy xe xì lúa vậy đó. Còn này dở lên im ru. Ồ cái sạc không. Bạn sạc đóng bù. Lờ này không có, lần bạn lần sau có. Lần này phản người ta. Lờ này mình thấy không mấy lần trước lúc nào cũng có chứ. Bây giờ rút quần về mà cũng chưa quá. 12 giờ rồi. Về tranh thủ ăn cơm rồi. Chưa quá rồi, chưa quá rồi. Bữa nay quá trúng à. Chỗ mình cá ít luôn. Bây giờ thăm lại cái lóc được gì là không? Không còn gì để đòi hỏi nữa. Còn mấy chỗ khác như mấy đồng nghiệp khác thì xứ cá nhiều á thì đặt nó khác. Chỗ mình cá ít là mày bao rồi nè. Mà đặt được vậy thôi còn đòi hỏi gì nữa. Giờ tranh thủ về thôi ăn cơm mới được, nó bụng quá đéo bụng rồi. Đây là thành quả nè. Mày lấy cái bao này. Này trúng à. Thấy cầm bao nặng ghê không? Còn cái lóc cái chê bự bự mà. Con còn cái lóc với hai cái chê dữ lắm bự. Hàng không mẫu mực của Mỹ đó. Thu bữa nay làm như túm cái đầu cái hứng lạnh nè. Ừ, con cái lóc bự lắm, đổ ra đi. Đổ hết ra luôn. Mấy kilo á, à, thấy cầm cái bị cá thấy nặng mà. Ồ, đã chưa? 1, 2, 3 nha. Bạc bạc rồi. Ồ, cá rồi coi nè. Để thử rồi mình căng con cá lóc bao nhiêu. Lóc đó mình đón nửa ký 600 gram đó. Cái mương càng eo luôn mà dính cá lóc bự gì nè trời. Ê, manh động mày. Trời ơi, trời. Cái căn này nó hơi nhỏ quá. Còn bữa đó còn để được mà. Con kia bữa đó 600 gram gì á, hay nửa ký. Đó, à rồi. Độ 600 gram giá chút đỉnh rồi mà. Quá đã con cá, bây giờ mình đón con cá này khoảng 600 gram hồi nãy á. Đúng thiệt, đúng bốc con nằm à. Thêm đâu hai cái chê, bà chà bá cái chê nãy. Căng hết thành quả bao nhiêu. Để đây luôn rồi. Như đây. Ồ 3,4 kg giác. 3,4 còn lợi được 2,9 phải không? 2,9. Là cái thao này nửa ký. Nửa ký hả? Quá đã, quá đã. Ngon lành cạnh tranh. Khoái những cái lóc với cặp cái chè quay hoài luôn. Thì mấy cái phi này, cái lóc giòn giòn nữa, nằm dưới đây cái đống nè. Con này cũng bự nè. Đầu cái lóc mà chạy giờ. Cái mừng gần eo luôn. Vậy mà vô nó hồi nãy cũng giật mình hết chứ. Cái này quá đã bạn ơi, chúng nằm đè. Thăm cái mười mấy cái được như đây còn đòi hỏi gì nữa. Chỗ mình mà kiếm được cái lóc bự này đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy cái chè này để dành nướng chiên chấm với mắm gừng thôi, ba cháy được mấy con cua với cá phi nữa nè. Sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha, hẹn các bạn clip sau. Hôm nay ngon lành cành chanh, ngon luôn cành đào, cá lóc đó, cái chè để dành đó mà. Khi ăn cơm rồi lâu lâu thu làm clip á, công đôi chuyện. Hôm nay chúng mánh mấy cái lợ của mình, thấy còn một mấy cái mình gắt từ vừa lấy dây cuột từ lưa vậy đó, vậy mà cũng ngon lành ha. Lóc là cũng trọng rồi, vậy cũng kiếm ăn đồ được. À, chào nhà nha, hẹn cả nhà đi sau nha. Cảm giác thăm được mấy cái lợ cái lóc vô, mấy cái lóc cái chè bự như nãy mà cũng lợi mình giác nó phê lắm, đã gì đâu đã. À, chào bạn nha, hẹn bạn đi sau nha. Nay ngon lành cạnh tranh.